Nay nhà bạn mình thay mái ngói thì phát hiện có một ổ chim non, bố mẹ bỏ đi mất rồi. Thì mình xuống xem như thế nào. Thì nghe nói đây là cái con chim đầu rìu rất là đẹp nha, để mình xem. Ui đói quá rồi kìa. Bố mẹ bỏ đi rồi. Cắt thêm sâu, cắt thêm sâu gạo cho nó ăn, sâu sữa này nó mềm. Cái này sống mà. Tối về bật đèn ngủ. Nè, bột. Bột chim, sâu gạo, sâu sữa. Ngon quá còn gì, ngon hơn mẹ cho ăn rồi. Dính dữ à. Nhiễm, nhiễm. Trời ơi anh cho ăn. Ngậm đầy đi. Nó dẻo dữ vậy. Coi chừng nghẹn chết này. Nghẹn xem nào. Rồi ngủ đi. Chưa, con này để ăn được miếng, con này được rồi. Mới ăn nãy. Ăn vậy thôi. Mới cho mẹ ăn thêm miếng nữa. Ăn như vậy nó bụi thật chết đó. Mẹ nó cho ăn ít lắm. Coi Google rồi. Bây giờ no rồi chưa? Cái này con gì? Có kiến đầu rìu. Thôi ngủ đi, ăn tham vừa thôi. Rồi, được rồi. Theo dõi thêm. Đây, ngày thứ hai từ khi mình bắt về. Hai đứa này chắc nở được khoảng tuần rồi nè. Bắt đầu có lông ống rồi nè. Ha. Đó, mới hôm qua nay mà lông ống mọc rồi nè. Nhanh chưa? Ăn ngon quá mà, ngủ kỹ quá mà. Các bạn nhớ là phải vệ sinh tổ thường xuyên nha, đó không thôi là mấy con kia nó cắn nó kìa. Mấy con mạc kìa. Thay bông nha. Ỉ ra dơ quá. Ôi no rồi ông ơi. Ăn quỷ á.